Thưa quý vị, đầu tháng 5 năm nay, tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xảy ra một vụ ngộ độc tập thể do mua đồ ăn chay tại chợ Túy Loan, khiến cho hơn 230 người phải nhập viện điều trị. Vụ việc nghiêm trọng gây hoang mang trong dư luận cả nước và đặt ra nhiều câu hỏi về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương này. Sau một tháng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, ngày hôm qua 9 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh thực phẩm chay gây ra vụ ngộ độc khiến cho hơn 230 người nhập viện vào tháng 5 vừa qua. Hai hộ kinh doanh đồ ăn chay tại chợ Túy Loan bị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là hộ Nguyễn Thị Kim Thi có 3 trong tổng số 16 mẫu thực phẩm kinh doanh bị nhiễm vi khuẩn vượt mức cho phép. Hộ Nguyễn Thị Tâm có 2 trong tổng số 5 mẫu thực phẩm kinh doanh bị nhiễm vi khuẩn vượt mức cho phép. Mỗi cơ sở bị xử phạt hành chính với số tiền 90 triệu đồng một hộ và hình thức xử phạt bổ sung là tạm đình chỉ kinh doanh đồ chay 4 tháng. Ngoài ra, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng còn ra quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh đậu khuôn của bà Nguyễn Thị Tâm 12 triệu 500 ngàn đồng do vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm theo quy định của pháp luật.